Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngộ Phương kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Con kính chúc quý vị một ngày an lành. Hôm nay con kính kể đến quý vị một mẫu chuyện mang tựa đề là Hồn Ma. Kính mời quý vị lắng nghe mẫu chuyện nhé, để chúng ta coi thử mình có phần nào trong đó để ứng dụng trong đời sống tu hành hay không. Chuyện được kể rằng có hai vợ chồng son trẻ nọ đang sống đời hạnh phúc. Bỗng một ngày kia, người vợ trẻ lâm trọng bệnh trước khi qua đời thì nói với người chồng rằng: anh à, anh biết rằng em thương anh rất nhiều, vậy nên đừng vì sau khi em chết mà anh bỏ em để đến với một người đàn bà khác. Anh hãy hứa đi để em đi được nhẹ lòng. Người chồng liền hứa không một chút do dự, và người vợ trút hơi thở cuối cùng ra đi. Nhưng rồi lời hứa ấy không được giữ bao lâu. Sau 3 tháng thôi, anh ta gặp mặt và có tình cảm với một người phụ nữ khác. Tình yêu đốt cháy khiến anh ta không thể không đến hôn nhân với người phụ nữ mới này. Và cái đêm đầu tiên sau khi cưới, họ động phòng 2 chút. Trong đêm ấy, không gian bỗng trở nên rùng rợn, mọi thứ đáng sợ, và dường như người vợ hồn ma ấy đã hiện về. Và anh nghe đâu đó một lời than khóc và trách móc rằng: tại sao anh lừa dối tôi? Anh ta hốt hoảng kinh hoàng, nỗi sợ đến dựng tóc gáy. Và từ đêm đó, cuộc sống anh ta bắt đầu đổ lộn, mọi thứ mất trật tự, sợ hãi kinh khủng, ăn không ngon, ngủ không yên. Với cái hồn ma cứ mỗi đêm về viếng thăm và trách móc. Hồn ma biết mọi thứ, biết rõ ràng những gì anh ấy làm, anh ấy nói, những thứ anh ấy cho, những thứ quà tặng anh ấy gửi cho người vợ mới này. Nó ghen tuông, hồn ma ấy khó chịu và đau khổ, cho nên trở về quấy nhiễu anh. Suốt những thời gian mà anh có người vợ mới ấy, anh ta đau khổ quá, thấy đáng thương vô cùng, nên người lối xóm mới khuyên anh ta đi tìm một vị thiền sư cũng ở trong làng đó để tham vấn và cần ngài giúp đỡ. Sau khi nghe câu chuyện thì ngài có nói với anh ta rằng cái hồn ma đó là người vợ của anh chết hóa thành. Hồn ma ấy biết tất cả những gì anh biết. Đó là một hồn ma rất thông minh. Anh đừng có sợ hãi chạy trốn nó. Thay vì thế, anh hãy thể hiện cái sự cảm phục, cái tài năng biết tất cả mọi thứ mà anh làm ấy. Và lần sau nó tới, hãy thể hiện sự ngưỡng mộ này đối với nó nhé. Nhưng con rất là sợ hãi, thầy làm sao giúp để đuổi nó đi để cuộc sống con được trở lại bình thường? Vị thiền sư nói ôn tồn: đừng lo, lần sau nó tới đừng có sợ hãi và xua đuổi nó nữa. Hãy thể hiện rằng nó, hãy thể hiện cái sự ngưỡng mộ của mình rằng nó rất tài giỏi, và nói với nó rằng anh hãy nắm trong tay một nắm đậu, hột đậu xanh hay đậu đỏ gì đó, lập tức hỏi rằng nếu như em biết tất cả thì hãy cho tôi biết trong nắm tay này có bao nhiêu hột đậu. Nếu nói được, tôi sẽ sống độc thân như vậy suốt đời cho em, ly dị lập tức cái cuộc hôn nhân này. Sau khi nghe lời chỉ dạy của vị thiền sư, anh ấy tự tin trở về nhà. Và một đêm như mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, người vợ hồn ma ấy là trở về. Không gian thật đáng sợ, và cái ma mị của buổi tối khiến cho anh hốt hoảng nhưng lấy hết sức bình sinh. Và anh nói với người vợ trong không gian ấy, người vợ hồn ma trong không gian ấy rằng: anh biết rằng em rất tài giỏi, em biết tất cả mọi thứ anh làm. Đúng rồi, tôi biết tất cả những thứ anh làm, tại sao anh lừa dối tôi? Tôi biết tất cả những gì anh gian dối. Tôi còn biết hôm nay anh còn lên đến gặp ông thiền sư nọ nữa. Tôi biết tất cả. Em giỏi lắm, em biết tất cả. Và nếu lúc này em có thể biết được, và anh ta đưa tay nắm một mớ đậu, nếu em biết được tất cả bao nhiêu hột đậu trong lòng bàn tay của tôi, thì tôi sẽ lập tức ly dị cuộc hôn nhân này để sống đơn độc một đời vì cô. Nếu không, không trả lời được, xin cô hãy để tôi yên từ đây. Và không có một câu trả lời nào xuất hiện, hồn ma biến mất. Và từ đó cuộc sống của anh trở nên bình thường. Mẫu chuyện kết thúc ở đó.
Và đây là cảm nhận của con nhé. Đại chúng lắng nghe để coi có gì chúng ta có thể chia sẻ và ứng dụng. Tại sao người chồng này làm cái gì người vợ hồn ma đều biết? Nếu biết là người vợ hồn ma mình biết, anh ta làm không? Anh ta không làm. Anh ta nghĩ rằng người vợ hồn ma mình đã chết. Lời anh ta tuy hứa nhưng đã chết, âm dương cách biệt, còn đâu đây thấy để mà chứng kiến những gì anh ta làm, tức là thất hứa chứ. Nhưng người vợ hồn ma ấy biết tất cả. Vậy lý do vì sao? Bởi vì người vợ hồn ma ấy cũng chính là tâm thức của anh. Anh tạo ra cái hình ảnh của người vợ, và cũng chính anh tạo ra lời hứa, và cũng chính anh phản bội lời hứa. Ba thứ đó ở trong đầu anh. Cho nên người vợ ấy chứng kiến những gì anh hứa, rồi cũng chính người vợ đó là hình ảnh trong đầu anh đó, chứng kiến những gì anh phản bội. Anh phản bội chính anh. Anh sợ là bởi vì anh biết tất cả những điều anh làm, rằng anh không chân thật với mình. Và khi ta sai lầm, ta lầm lỗi, lúc đó tự động ta sợ hãi. Và nỗi sợ ấy chính là ma. Và càng sợ, ta càng tưởng tượng càng nhiều, và nỗi sợ càng lớn, hình ảnh ma càng thật. Mình khoan nói cái chuyện ma bên ngoài có hay không, nhưng nỗi sợ trong anh bởi vì anh gian dối với chính mình. Đó là con ma có thật. Vị thiền sư nhấn mạnh rằng con ma thông minh lắm, biết tất cả những gì anh biết. Tức nói ngược lại, nó sẽ không biết những gì anh không biết. Như vậy những gì anh biết thì con ma ấy biết, bởi vì con ma nó ở trong đầu anh. Cho nên anh cũng chính là con ma đó. Cho nên để cho con ma nó không biết thì có một cách duy nhất, đó là anh không biết. Tức là anh không thể tưởng tượng được nữa. Như vậy nắm đậu ở trong tay là một cách tuyệt vời, như một công án để vị thiền sư dừng lại cái khả năng tưởng tượng của người đàn ông kia. Khi khả năng tưởng tượng của anh dừng lại thì anh không còn sợ hãi. Và khi khả năng tưởng tượng dừng lại thì cái người vợ đó cũng chính là cái sự tưởng tượng của anh thôi, cũng dừng lại. Và cái người vợ hồn ma ấy sẽ không trả lời được những gì ở trong lòng tay của anh, cũng chính giống như anh không thể tưởng tượng được bao nhiêu hạt đậu trong tay của chính mình. Khi anh dừng lại cái tưởng tượng đó, mọi tưởng tượng khác cũng biến mất. Đó là lý do vì sao từ lúc anh không tưởng tượng là từ lúc cuộc sống của anh bình yên. Hồn ma đó không cần phải nhất thiết là người vợ đã chết đi, mà nó là một quá khứ lãng vãng trong đầu của mỗi con người chúng ta, về một tương lai hảo hiền để đợi chờ. Học xong phải nghỉ hè, đám cưới lấy được vợ chồng, xây được cái nhà, mua được cái xe, có được miếng đất, lấy được số tài khoản tiền, có được lương, vân vân. Một tương lai ta tưởng tượng ta mới có hạnh phúc. Thì cái tưởng tượng đó chính là bóng ma trong cuộc sống của mỗi con người. Nếu ta không dừng lại tưởng tượng đó, ta đang sợ hãi bóng ma ấy, và ta đang chết mất rồi. Ta chưa chết, nhưng trong đầu ta chỉ toàn là những bóng ma của quá khứ và tương lai. Ý nghĩa câu chuyện ở đây là ta hãy dừng lại cái tưởng tượng đó thì sự sống của ta mới bình yên. Còn bằng không, mọi thứ ta có sẽ bị đánh đổi bởi cái quá khứ là những gì ta trải, và cái tương lai, những gì ta chưa có, chiếm lĩnh và ta hoàn toàn mất cuộc sống này. Đó là ý nghĩa sâu sắc. Chứ không phải vị thiền sư đồng tình với cái việc mà anh ta phản bội cái lời hứa của mình đâu. Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nắm một nắm đậu để chúng ta dừng lại cái tư tưởng, rồi chúng ta có thể làm những điều xấu ác, tệ dở, giống như là lừa dối, phản bội với chính những lời mà mình hứa, với chính cái đạo đức lương tâm của mình, rồi mình đi tìm một cách nào đó, mình dừng lại cái tư tưởng đó, thì đó là một cái sự lố bịch thôi. Chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp một vị thiền sư đủ phước để gặp một người đức độ để giúp ta chuyển hóa cái tham lam. Và chính cái tham nó tạo ra cái nỗi sợ, cái nỗi khổ dằn vặt suốt bao nhiêu ngày của anh chàng có người vợ thứ hai đó. Chúng ta sẽ không đủ phước nếu chúng ta cứ tiếp tục lấy cái lòng tham của mình để lừa dối, để phá hoại đạo đức của bản thân mình. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là vị thiền sư nói với người đàn ông kia rằng anh không có nên
loại trừ sợ hãi chính cái khả năng tưởng tượng của mình. Bởi vì chỉ có con người mới có khả năng tưởng đến chuyện quá khứ 10 năm, 100 năm, tưởng đến chuyện tương lai, ngày mai, ngày mốt, 10 năm, 100 năm. Khả năng đó là tuyệt vời. Có điều nếu mình sử dụng nó thì nó là công cụ tuyệt vời cho cuộc sống của mình. Nếu không, nó sẽ là một gánh nặng đè lên con người chúng ta. Vậy hãy khâm phục, hãy ngưỡng mộ, như là một kiếp người ta mới có được cái tự do để hồi tưởng và để vọng tưởng. Nhưng cần thiết thì ta xài nó, bằng không cần thiết ta để nó yên, chứ không để nó lùng bùng trong đầu mình mãi mãi. Ấy là ý nghĩa thứ ba. Vậy bây giờ ta thử hỏi, giống như rất là nhiều người tới hỏi con rằng có ma hay không thầy. Khi một người A hỏi có ma hay không đối với một người B, thì người A ấy nên biết rằng mình đang hỏi ai. Nếu mà mình hỏi một vấn đề mà vấn đề ấy trong lòng mình tự động chưa có câu trả lời, mà vấn đề ấy nếu được trả lời thì sẽ được một ai đó với cái trải nghiệm của bản thân họ trả lời mà cái trải nghiệm bản thân mình chưa có, thì câu trả lời đó chẳng liên hệ gì đến chính con người mình. Cho nên để hỏi cái câu là có ma hay không thì phải tự trả lời luôn cái câu đó cho bản thân mình rằng mình đang có bệnh hay không. Mình không thể nói bác sĩ kiểm tra giùm bệnh của mình, mình phải thấy được bệnh của mình và bác sĩ hỏi bệnh như thế nào thôi. Vậy trong lòng mình có ma hay không, mình phải tự biết. Nếu trong lòng mình có ma, một cái cảnh giới tương ứng do cái tâm ma này nó biểu hiện. Chứ vậy lòng mình mà có ma thì cảnh giới nhất định đó là cảnh giới của ma lòng mình, cần gì phải hỏi ai. Còn trong lòng mình mà không có ma thì dù bên ngoài kia có ma có liên hệ gì, ma trước hết không phải ở đâu xa mà ngoài chính lòng ta. Vậy câu hỏi có ma hay không cho một người B nào đó trả lời giùm ta, đó là một câu hỏi không sai, nhưng hướng đến cái câu trả lời từ một người khác cho ta, đó là sai. Bởi vì những gì trong ta khác với những gì trải nghiệm ở ngoài kia. Ta không nên để những gì ngoài kia thay thế những gì trong lòng ta. Cái thứ hai, nếu người mà được hỏi có ma hay không thì không nên tà lanh trả lời một cách đường đột rằng có hay không là bản thân ta có hay không, chứ không phải bản thân họ có hay không. Vì vậy khi trả lời có hay là không là đối với ta, chứ không phải áp đặt cái thấy của ta đối với họ. Vậy có ma hay không về mặt tâm linh hay về mặt tâm lý? Tâm linh tức là có một con ma tồn tại độc lập bên ngoài kia mà không phải tưởng tượng của mình chăng? Lúc nào cũng là tưởng tượng hết. Còn tâm lý tức là do hoàn toàn ma trong lòng mình. Tâm linh hay tâm lý nó cũng chỉ là một. Khi mình có tâm lý, mình có tâm linh. Tâm linh nó là biểu hiện của tâm lý của mình. Vậy hỏi cái câu có ma hay không, có một cái gì đó mà mình chưa bao giờ thấy hay không, câu đó không nên được hỏi. Và khi được hỏi thì không nên được trả lời. Khi được trả lời thì không nên bị áp đặt. Cái ý nghĩa nữa là có vong theo hay không, có ma ám hay không. Có người đến hỏi con rằng bạch thầy, con có vong theo, giờ thầy giúp con đuổi cái vong đó đi, con quá sợ hãi. Có nhiều người nói như vậy. Vị cái người đàn ông kia tới tìm người thiền sư, may thay là đó là một bậc chân tu thạc đức, có trí tuệ. Nếu không gặp được vị thiền sư mà gặp phải một ông thầy pháp, một người có khỏe, một người trừ yểm bùa chú, thì anh ta sẽ không may rồi, tiền mất mà tật mang. Nhưng may mà gặp vị thiền sư trị cho anh ta bằng cách cái con ma chính là nỗi sợ hãi trong lòng mình và cái tưởng tượng đó. Thì Phật tử đến hỏi con có ma hay không, và làm sao đuổi cái vong mà đang theo con đi, theo con người đó đi. Thì con nói với họ rằng con cũng có những cái vong đang theo, và con có nhiều hơn là một vong. Những cái vong đó là rất đáng sợ. Và họ hỏi vậy làm sao mà thầy đuổi họ đi. Con nói thầy đuổi họ đi bằng cách thầy tự thấy họ. Wow, đáng sợ lắm. Thấy họ là rất là đáng sợ. Đúng, đáng sợ. Nhưng mà thầy tự thấy,
Mặc dù nó đáng sợ, nhưng tốt hơn là để người ta thấy giùm rồi người ta hù dọa mình. Bởi vì thầy tự thấy thì những lúc nó không có, thầy được an lành. Còn nếu thầy không tự thấy thì bất kỳ ai cũng có thể hù, và hù bất kỳ lúc nào. Vậy cái vong đó của thầy là cái gì? Cái vong đó của thầy là tham, sân, si, bực bội, tức giận, ghen tị, sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, đau khổ, trách móc, phán xét. Tất cả những cái năng lượng tiêu cực, những cái hạt giống bất thiện trong lòng này, đó chính là ma của thầy, nó nhiều hơn là một con. Vậy ma trong lòng mà mình không có khả năng sắp xếp, chuyển hóa và trị liệu, mà bắt nó, mà thấy nó, thì ở trong đây mà mình không kiểm soát được, mình không đuổi nó đi được, làm gì mình có thể đuổi được những thứ mà không ở trong đấy. Như vậy là ma trong lòng mình, vong trong lòng mình là những thứ có thật, mà mình không thấy, mình không lo săn sóc, mình không lo chuyển hóa nó, hỗ trợ giúp đỡ nó. Mình đi lo cái chuyện những cái bóng ma bên ngoài có hay không, theo mình hay không, điều đó không cần thiết và mất thời gian. Trong nhà Phật không dạy chúng ta đi bắt ma bên ngoài, nhưng mà thực có là dạy chúng ta chuyển hóa ma bên trong. Vậy cái ma trong lòng của mình đó, nếu mà không còn nữa thì bên ngoài ma kia nó theo ai? Ma bên ngoài kia nó theo là nó theo một cái thứ ma trong lòng. Nội mà bất khởi là ngoại bất nhập. Như vậy cái nội này là cái thứ chúng ta có thể giải quyết. Nếu chúng ta không giải quyết, cái ngoại ta không thể giải quyết. Cho nên đường nào vấn đề vẫn là ma trong lòng ta. Khi trong lòng ta mà hết ma, giả dụ bên ngoài kia còn ma, còn vong mà họ theo ta, họ theo cái gì? Nếu trong lòng ta hết sợ hãi, hết đau khổ, thì ta là một hồ nước thanh lương mát dịu của lòng từ và trí tuệ. Họ theo, họ sẽ hưởng được cái công đức ấy. Họ tu tập theo ta và ta hồi hướng cho họ để họ giải thoát luôn. Như vậy không phải là tuyệt vời sao? Nếu như họ là người có oan gia trái chủ mà ta đã nợ nần họ, tạo ra đau khổ của họ, và bây giờ họ theo ta để đòi cái món nợ đó, không lẽ ta lấy sức mạnh của con người mình đi chèn ép, đi trừng phạt, đi đánh đập, đi hành hạ họ? Ta lấy thù để trả thù. Cho nên trái đất này thù không thể diệt thù, chỉ có tình thương mới chuyển hóa thù. Đó là định lực ngàn thu, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như vậy. Cho nên dù có người mà oan gia trái chủ theo mình cỡ nào chăng nữa, mình đừng có lấy cái sức mạnh của loài người mình trù yểm hành hạ họ, bởi vì thù sẽ tăng thanh thù. Mà hãy ngược lại, vẫn là cách chăm sóc, tu hành, giữ giới để hồi hướng công đức đó, và lấy ân để trả oán, chứ không phải lấy thù trả oán. Và giả dụ trường hợp 2, nếu đó là người thương mình mà họ theo mình, họ yểm trợ mình, hoặc là họ muốn cầu xin nơi mình một chút phước đức, một chút tư lương tiền bạc phước đức để họ đi tái sinh, thì không lẽ mình sợ họ? Nếu họ là mẹ mình, là cha mình, là con cái mình, hoặc là người thương mình, họ theo mình, họ thương mình, giả dụ như có một người đó thương mình mà mình cứ mình nói họ là cùi đuôi sức mẻ, mình cứ nói họ là người đáng ghét, đáng sợ, phải xa lánh, giống như là một người xấu xa trên đời này, thì họ sẽ rất là tổn thương, họ sẽ rất là đáng thương vậy. Như vậy nếu họ thương mình càng không nên đối xử theo kiểu là phải tôi có vong theo, tôi có người này theo, tôi có người kia theo, để giờ tôi phải loại trừ họ bằng cách ABCD. Thật là đau khổ cho nhau nếu chúng ta sử dụng cái cách thức sợ hãi của mình để chạy trốn khỏi cái người mà muốn đến mình xin một chút công đức, hoặc là hỗ trợ, hoặc là thể hiện chút yêu thương nào đó với mình. Vậy bằng cách nào đuổi vong đi cũng sai hết. Vậy cái người đó, ai mà hãy đến với con mà nhờ con đuổi cái vong đang theo họ, con sẽ đuổi người đó đi trước. Bởi vì cái người đó là vong của con. Nếu như có một cái thứ vong theo anh mà anh nghĩ cái vong đó là xấu, thì anh đích thực là người xấu. Bởi vì cái vong nó không có theo một cái tốt để nó hại, nó theo cái tốt để nó học. Vậy một con người hay một ai đó theo ta mà ta nghĩ họ xấu, tức là ta đang xấu. Bởi vì cái người tốt không có nghĩ người khác xấu. Mà nếu mà mình tốt thì họ theo, họ sẽ học theo cái tốt của mình, và mình chuyển hóa cái tốt của mình vào cho họ. Điều đó nó cũng có nghĩa rằng khi mà một người nhỏ, một người chưa biết gì, một người cần học hỏi, một người cần nương tựa, một người đói khát khổ đau, đi tới với một người vững vàng có trí tuệ từ bi,
thì cái người lớn ở trên, thế nào là từ bi trí tuệ? Là phải bao dung, phải rộng lượng, phải tha thứ và yêu thương đùm bọc giúp đỡ người dưới. Còn nói người dưới, à mày là vong của tao, ví dụ như vậy, thì đó không phải là người tốt, người cao thượng nữa. Như vậy, ta đang coi mình có đang nghĩ rằng ai đó theo mình nghĩ thứ ma, nghĩ thứ vong là xấu, là tệ, và mình lụi bụi lật đật loại trừ họ đi để mình có cuộc sống bình yên. Bởi vì cuộc sống của mình đang bất ổn và bất yên bởi vì những thứ xấu tệ đó theo mình. Không có một cái thứ nào trên đời này xấu tệ theo mình hết, chỉ có mình xấu tệ bản thân mà thôi. Như vậy vấn đề không phải là sợ ai xấu tệ theo mình, mà coi thử mình có cái gì tốt đẹp cho họ theo hay không. Vậy khi đuổi vong đi, khi muốn một ai đó đuổi vong đang theo mình đi, thì mình nên biết rằng mình cũng chính là cái vong, mình cũng chính là cái sợ hãi, mình cũng chính là cái không xứng đáng, và cái người kia sẽ đuổi mình đi trước khi đuổi cái vong đi theo mình. Mình đừng là cái vong thì không còn một cái vong nào theo mình nữa. Nếu mình không còn là cái vong nữa thì cái chuyện vong có hay không theo mình đó không phải là câu hỏi được đặt. Đây là ý nghĩa của câu chuyện mà chúng ta có thể ứng dụng. Kính Hoàng Hỷ gửi đến quý vị. Nam mô Hoàng Hỷ Tạng Bồ Tát.